Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn là tham gia vào một cái dự án mới, và đây là một khẳng định với các bạn, ở đây là một cái sẽ là một cái kèo rất là ngon, bởi vì ở đây là một cái kèo khai thác cái đồng coin của sàn Kick các bạn nhé. Và cái sàn này thì nó đã có app và đã đang hoạt động và có app ở trên cả hai hệ điều hành Android cũng như là iOS. Tuy nhiên thì cái phiên bản Android thì nó vẫn chưa hỗ trợ cái quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên thì nó đã hoạt động ở trên một số các quốc gia khác ở trên thế giới rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ khai thác cái đồng CEXP các bạn nhé. Và chúng ta sẽ khai thác cái đồng CEXP này ở trên cái ứng dụng Telegram, tương tự như các cái kèo mà các bạn đang khai thác ở trên cái ứng dụng Telegram. Và đây là trang Twitter chính thức của cái sàn Kick.io. Thì cái đây là một hệ sinh thái và là một trong nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, mua bán, trao đổi và lưu trữ hơn 150 loại tiền điện tử và có giấy phép kinh doanh và đăng ký của chúng tôi. Đó, thì trang Twitter thì đã có cái tích vàng, thì những các bạn, những cái dự án mà mình đã từng nói với các bạn là những cái dự án có cái tích vàng thì cái độ tiềm năng cũng như là cái chất lượng uy tín của cái dự án rất là cao, cho nên là các bạn đừng bỏ qua cái những cái mà dự án như thế này. Và các bạn nhìn thấy cái bài tít gần đây nhất thì tin nóng này, trò chơi nhô của chúng tôi ở trên Telegram cho đến nay đã đạt 10.000 người chơi, và mới cho chúng ta khai thác thôi nhưng mà đã đạt đến 10.000 người tham gia rồi. Bởi vì cái làn sóng mà khai thác ở trên ứng dụng Telegram thì đúng là thực sự năm nay là một cái trend, thật sự là có rất là nhiều cái kèo Telegram, và ở trong đó thì vừa rồi thì đã có cái dự án Notcoin đã thành công, và các bạn đã gần như là hầu hết là chúng ta tham gia đều chúng ta kiếm được tiền từ cái kèo Notcoin. Và hy vọng thì cái kèo này thì cũng tương tự là như vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia các cái kèo ở trên từng ứng dụng Telegram, thì nó khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có tài khoản Telegram, có app Telegram là chúng ta sẽ tham gia đào cái đồng coin này được. Rồi thì link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Đó, khi các bạn kích vào như thế này thì nó sẽ ra cái phần thông báo là khai thác cái đồng CEXP token. Đó, các bạn nhấn vào start cho mình nhé. Cách tham gia thì tương tự như các cái kèo khác thôi, chúng ta chỉ cần nhấn nút start, sau đó thì chúng ta sẽ chờ nó ra thêm một cái thông tin để mà chúng ta kích vào. Rồi tiếp theo thì các bạn kích vào cái nút start app cho mình này. Rồi các bạn kích vào nút start nhé. Đó thì nó sẽ ra cái phần như thế này, thì các bạn điền địa chỉ email cho mình. Đó, các bạn điền địa chỉ email. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào continue nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo cái tài khoản thành công rồi. Thì trước tiên thì mình các bạn xem kỹ cái phần này. Trước tiên là chúng ta sẽ kích vào đây. Khi mà ở đây thì chúng ta sẽ có một phút để chúng ta bấm nhé. Ví dụ như mình vừa rồi mình bấm claim rồi. Đó, các bạn bấm vào đây, chúng ta sẽ claim này, chúng ta sẽ thu hoạch nó về này. Đó thì các bạn để ý cái đồng hồ ở đây, nó khi chờ nó về số 0 nhé. Về số 0 thì chúng ta sẽ được claim tiếp. Về 0 này. Đó, mình lại sẽ claim. Cái này thì chúng ta sẽ nhận ngẫu nhiên nhé. Chúng ta sẽ nhận ngẫu nhiên thì các bạn nhấn claim. Cái này claim thì chúng ta sẽ được tổng hợp cái số dư lên trên này. Đó, và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây thì cái đồng hồ đang đếm, còn một phút nữa thì chúng ta sẽ không thể là có làm ở đây được. Đó, chúng ta sẽ chờ chờ nó nhảy tiếp về số 0 thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta cờ làm. Đó là một cái cách để cho chúng ta khai thác. Cái thứ hai là chúng ta sẽ farm. Farm thì các bạn kích vào cái nút farm ở đây cho mình này. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ kích cái nút farm này. Ở đây thì chúng ta sẽ có là 4 giờ thì chúng ta farm một lần, chúng ta cờ làm một lần. Đó, đây là các bạn bấm đào nhé, thì nó chạy ở đây, chúng ta sẽ sản sinh ra được cái đồng CEXP. Đó, CEXP thì khi hết kết thúc cái phi 4 giờ thì chúng ta sẽ nhấn vào chúng ta claim, và khi chúng ta claim thì cái số dư thì nó sẽ được cộng vào đây các bạn nhé. Đó là cái hai cái cách để chúng ta kiếm cái đồng CEXP của cái dự án này. Đó, giờ đây là về số 0 thì chúng ta sẽ có 10 tab. Tức là một phút chúng ta sẽ có 10 tab nhé. Thì các bạn nhấn tab này, chúng ta không cần làm vội thì chúng ta sẽ nhấn vào tab tiếp này. Đó, thì các bạn sẽ chọn được cái tab nào mà được nhiều nhiều điểm nhất, cao nhất thì chúng ta cờ nam. Khi các bạn cờ nam thì nó sẽ tab này nó sẽ về không. Đó, chúng ta sẽ về không nhé. Đó, và chúng ta sẽ phải chờ cái đồng hồ này nó về 0000 thì chúng ta mới lại được thêm 10 tab. 10 tab này thì các bạn cứ bấm vào cái màn hình này, đến cái tab nào mà nhiều cái điểm ở cái đồng CEXP nhất thì chúng ta nhấn claim, và claim thì chúng ta sẽ hết quyền.
Đó, các bạn lưu ý nhé. Và cái cách thứ ba để chúng ta kiếm được nhiều cái điểm CXP nhất đó là cái hoàn thành cái phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào chúng ta đăng ký app. Ở đây là cái nhiệm vụ của chúng ta trong vòng 10 ngày, các bạn nhấn nút Start này. Và khi các bạn nhấn vào thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái trang giao diện để cho chúng ta tải app. Nhưng mà rất tiếc thì ở cái quốc gia của chúng ta thì chưa hỗ trợ sử dụng cái sàn này, cho nên trong cái thời gian tới thì nếu như sàn mà hỗ trợ cho chúng ta, cái quốc gia của chúng ta được sử dụng cái sàn này thì chúng ta sẽ tải sau. Đó thì chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ khác, đó là ở đây thì sẽ là mời được một bạn, chúng ta sẽ nhận được 5.000 CXP, mời được 5 người chúng ta sẽ nhận được 15.000, và cứ như thế chúng ta sẽ nhận, giới thiệu 100 người chúng ta sẽ nhận được là 500.000 CXP. Và khi các bạn nhận được thì nó sẽ có hiện tự chữ claim ở đây để cho chúng ta claim, còn bây giờ thì chưa mời, nó sẽ chưa có cái chữ claim đây cho chúng ta claim. Và cái nhiệm vụ về phía sau nữa để cho chúng ta hoàn thành đó là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram, các bạn click vào đây này đó. Các bạn thích thì chúng ta join, không thích thì chúng ta có thể back lại luôn và chúng ta nhấn check đó, check để chúng ta claim. Đó, như ta đã nhận được 3.000 CXP nhé. Tiếp theo là follow Twitter. Đó. Ở đây thì mình follow rồi này, mình sẽ quay trở lại là mình nhấn claim luôn. Rồi, tiếp theo đến cái nhiệm vụ follow cái trang LinkedIn. Các bạn không cần làm đâu, chúng ta chỉ cần kích ra và sau đó chúng ta nhấn claim thôi. Nhiệm vụ tiếp theo nữa là theo dõi trang Facebook này, chúng ta cũng không cần phải ấy đâu. Chúng ta cũng không cần phải theo dõi. Đó, và nó không bắt buộc chúng ta phải Instagram này. Chúng ta chỉ cần kích ra và chúng ta quay trở lại chúng ta cửa làm luôn thôi. Và cái X này, trang Twitter chia sẻ này. Các bạn nhấn check luôn, cửa làm luôn. Cửa làm luôn này. Cuối cùng là tải app này. Chúng ta đây, họ không cho chúng cái quốc gia chúng ta không hỗ trợ nhưng mà chúng ta cũng vẫn hoàn thành được cái phần nhiệm vụ này. Rồi mình chụp cái này để mình làm video, làm cái ảnh bìa. Rồi tiếp theo chúng ta cờ lam này, còn nhiệm vụ cuối cùng này đó, chúng ta không cần phải làm đâu, chúng ta chỉ cần kích nó ra thôi và các bạn nhấn cờ lam đó. Như vậy là hoàn thành hết tất cả các cái nhiệm vụ ở đây. Còn những cái nhiệm vụ mời thì chúng ta sẽ nào hoàn thành sau. Nếu như bạn nào có điều kiện mời bạn bè thì chúng ta sẽ hoàn thành lốt cái nhiệm vụ đó. Đó, như vậy là đây sẽ có 9 tab này, các bạn sẽ chọn cái tab nào được nhiều nhất thì chúng ta claim. Đó, đấy là ba cách để chúng ta hoàn thành thì chúng ta nhận điểm CXP. Đấy, bây giờ thì mình đã kiếm được 13.032,26 CXP rồi nhé. Đó, đấy là những hoàn thành những cách nhiệm vụ. Và có một cái nhiệm vụ là mời bạn bè tham gia. Thì các bạn kích vào cái tab cuối cùng cho mình này, có biểu tượng nhiều hình người ở đây nhé. Ở trên này là cái tổng điểm CXP của mình, bên dưới là CXP mà từ tuyến dưới của chúng ta được hưởng 10% từ tuyến dưới mà. Cho nên là các bạn mời bạn bè tham gia thì chúng ta sẽ được được hưởng 10% cái CXP của tuyến dưới kiếm được. Đó, và số lượng người mời này, và các bạn kích vào đây nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái nhóm nào đó, thì chúng ta sẽ kích vào bất kỳ một cái nhóm nào để cho nó hiện ra cái phần thông tin này. Thì các bạn copy cho mình cái link này, cái link trên này nhé, link trên này chính là cái link mời đây đó. Các bạn copy cái link này, đây là cái link mời của các bạn. Mỗi người nó sẽ có một cái link mời khác nhau, một cái mã mời khác nhau các bạn nhé, không ai giống ai cả đó. Các bạn back lại và chúng ta sẽ sử dụng cái mã mời đó, chúng ta chia sẻ và mời bạn bè tham gia. Rồi, trên đây là hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách kiếm nhiều CXP nhất ở cái dự án này. Đây là một cái dự án kiếm cái đồng coin của sàn. Có thể là CXP này sẽ là cái đồng, nó chỉ là cái CEX là cái cách, tức là tên của sàn cách nhé. Và cái P này tức là point, tức là cái điểm point, cách point. Đó, nó sẽ là cái điểm thôi nhé. Và sau này thì cái điểm cách cái point này thì nó sẽ được quy đổi sang cái đồng CEX là cái tên chính của cái sàn cái cách này. Đó, và sau này thì token này thì sẽ được liên kết ở trên sàn cách này hoặc là liên kết được list ở trên nhiều các cái sàn khác. Rồi thì mình đoán chắc chắn rằng cái dự án này sẽ là một cái dự án rất là tiềm năng, cho nên là các bạn đừng có bỏ lỡ cái kèo này nhé. Video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.